xin lỗi người rồi. Xin lỗi người rồi. Rồi bây giờ mình nấu cho mấy anh em mình ăn. Rồi anh bỏ sức vô. Ở đây là nấm nè, đậu hũ, cây muối. Đầu khi miếng bỏ lên rồi bỏ miếng chanh. Rồi bên đây chút xíu bổ tiếng thôi nha. Được không? Cái gì mà chửi dữ vậy? Nãy ăn quá bỏ nhiều quá. Em. Cho anh vừa thêm này ăn. Ủa anh không có tiếng không? Không, anh không. Nãy ăn nhà ăn cao lương Mỹ gì rồi. Không tiếng. Giờ ổn quá. Ăn sương ha. Ổn mà. Ly không có ăn chay hả? Ly không ăn chay, gọi cho Ly ăn sương quá. Ăn chay. Ăn chay. Giờ này mai làm gì còn không tiêu liền. Cái nhà. Ngồi đi. Cái nhà. Xin lỗi. Quậy đâu ăn? Bỏ. Quậy ăn chay. Quậy đâu ăn không tiếng đâu. Bỏ. Bây giờ ông quậy không ăn hành nghe liền. Vậy rồi này cũng thơm. Nó muốn đi cho ăn xuống. Tổng nó. Nó muốn đi. Ăn ốt anh nhiều hơn mấy người lớn nữa. Tại nó uống. Không, nhỏ, ăn nhiều cho nó vừa đúng hơn. Nó nhỏ rồi, nó có bỏ. Cô ạ, cũng không có bỏ hành thôi. Hình như có đũa rồi. Không có đũa, có muỗng này nè. Đũa không cháy không? Không đũa chắc. Hai cả nhà, hôm nay là ngày rằm. Mình đến nhà anh phụ. Coi như là chủ chốt. Phải nói là tô hủ tiếu này ăn xong là ngập mặt luôn. Ăn xong mà mình không biết mình có thở được không nữa. Nhưng mình hứa mình ăn xong mình vẫn thở đều. Chào cả nhà Hương. Chào rồi, chào rồi nữa. Mời cả nhà ăn đi. Thấm mệt. Thấm mệt. Quay. Trời ơi, chứ em nói tôi ăn gì nhỉ? Nhỏ con mà cái tô thì nó bự. Ốc ít. Đây, ông ăn tàu hũ với tôi, gặp cho ý kiến nha. Tàu hũ gì, tàu hũ lên này.
Nè, tủ chiên đây nè, đây nè. Cái này hả? Đây nè, cái này nè, cái đó không phải. Cái này là ở nhà làm hả? Cái này nè, tủ nhà làm, ở nhà chiên luôn. Không biết ăn ra sao đi. Tủ kia hả? Đâu, tủ kia, tủ mấy kia á, tủ mà chiên á. Không, không lắm. Ngon không? Nói chuyện á. Bữa nay làm rút kinh nghiệm rồi. Bây giờ nó ăn tủ mà cô chết nó lên. Không, có đường khó đó, chị bảo hơn nghe con buồn. Không ai tàu hủ bả nữa. Bả có tàu hủ có chút xíu rồi, cậu này hết trơn. Cô có thấy cái cục nào quá đâu. Nè, cục thấy quá rồi. Giờ mình đang còn hơn. Bà làm biết sao bà hả, còn nước không? Tại dằn nhẹ quá. Bữa nay dằn hả, tôi quất một sống chén luôn. Đâu phải lấy chén được ăn hủ đó. Ừ, em không phải được rồi nha. Giờ nó ra ngoài ăn tôm hùm với lại cá lóc. Không, không có tôm hùm. Nó qua tôi có lợn. Ủa còn cái này là cái tôm, gì? Cái này là cũng là tủ đúng không hả? Cái đó là chả chay. Ở nhà làm luôn. Hủ tiếu đi cả nhà. Hàng mít luôn á. Mà cả nhà không biết. Cả nhà hủ tiếu thì mình sẽ thay. Ăn thử lên cho chị làm cho nó thơm. Tôi có thể giao nó thơm. Ngoài làm như nó pha bột á. Mình làm nguyên chất và cái đậu nành cái gì nó thơm, nó ngon. Cậu còn lên như vậy. Lấy con lửa thôi. Ở nhà ăn chay mà đều có người ăn ăn lạc. Hai vợ chồng là người nửa thôi. Nửa ha. Có trong miếng đâu vậy? Hai chồng miếng. Hai chồng miếng. Hai chồng miếng. Ủa, ni đây là đậu hũ không? Đậu hũ này là của vợ chủ chốt làm. Đấy. Cái này nội nào cơm, cái này gọi là cái gì nhỉ? Cơm chủ chốt đàng hoàng. Cái này là đậu hũ vợ của chủ chốt làm, tàu hũ chiên. Người Nam thì gọi tàu hũ chiên, mà người Bắc là gọi là tàu hũ rán ấy. Đấy. Và trong này nó hầm bà làng nhiều thứ quá. Nói tóm lại là rất là ngon. Bây giờ em mời cả nhà ăn nhé. Rồi cái này là cái tương ăn phở nhưng mà không phải nhà làm mà mua ở chợ. Thôi chợ nào phải quảng cáo. Đó. Rồi nói chung là thủ tục nó đầy đủ rồi. Anh cứ nói to to lên. Nãy ăn quên bỏ tương lên. Không? Tương vậy à? Về gì đấy? Sẽ bỏ thêm vô đi. Ấm mà đang ấm thì tương nó xong 34 độ rồi. Rồi, thử miếng thôi. 2-3 ngày nữa rồi. Cũng đổ thôi. Rồi ha. Có này nó mưa rồi nè. Mưa tay tô à. Wow, cái nước lèo nó rất là trong. Mưa tới ngày mơ. Mưa tiếng rất ngon. Wow. Nói được. Ngon, ngon. Wow. Cái này là củ đậu chứ không phải củ cải. Không có, cái này... Cái đó là sáng. Thì đó, trời ơi, nãy không có biết cái chết gì hết trơn hết á. Cái này á, đây là toàn người Nam mà riêng em là người Bắc. Bởi em đó là củ đậu, từ từ em sẽ phiên dịch ra tiếng Việt và tiếng Việt. Người Nam gọi là củ gì? Củ sắn hả? Còn người Bắc gọi là củ đậu. Khổ quá. Người làm. Còn cái này á, người Nam thì gọi là hủ tiếu, mà người Bắc gọi là bánh đa. Ồ, bánh đa hả? Dạ, yeah, bánh đa trắng. Nó có loại hai loại. Ủa, bánh đa. Bánh đa trắng và bánh đa đỏ. Nó kêu bằng nguyên miếng bánh tráng mà. Không, ngoài Bắc rồi. Ngoài Bắc á, nó gọi là bánh đa trắng, bánh đa đỏ. Bớt đi cái ủa, đậu kia mà gọi bánh đa sao? Đó, đậu mình nó cái này nè. Cái này nè. Ủa tiếu mà cũng là bánh đa nữa hả? Dạ. Ừ, dầm cái đó ra. Cái gì? Cái này á? Ừ, dầm cái đó ra nhuyễn nhuyễn. Cho nó thấm vô trong nước ăn thơm. Cho nó vô trong nước nó thơm. Ăn dầm vậy cũng ngon. Ừ, ăn rồi nó mới ngon. Mình bẻ ra miếng miếng nè. Cho nó ấm. Thì miếng súp nữa. Lấy thêm miếng súp nữa hả? Ừ, được rồi. Được rồi. Cả nhà cứ bình tĩnh. Để em ăn mẫu thôi mà nhìn. Tại vì lấy hủ tiếu quá nhiều quá. Đúng rồi, hơi nhiều quá. Nó nhỏ mà sao nó vỏ. Quá tải hả? Ừ, quá tải rồi. Nó nhỏ mà nó có vỏ. Không mà công nhận tô hủ tiếu này là ngon nha. Nói chung là cái củ tiếu này phở gì phải có nước nhiều mới ngon. Đúng rồi. Đúng rồi. Nói tóm lại là nói như chung. Thế. Nói tóm lại. Đúng rồi. Người, anh Hùng. Người Bắc nói tóm lại ở miền Nam ta nó gom lại. Thì đó, anh Hùng gọi là phát hiện phải không?
phát hiện nữa không? Phát hiện người Bắc hay phát hiện chứ người Nam đâu có phát hiện. Nào phát giá. Không bằng hết tưởng thấy không? Thế còn phát nhiều nữa. Tưởng bao nhiêu nó bạn hết. Dính chữ. Đó không có ăn. Cái tô này á ở Việt Nam cũng nói, nhưng ở đó là hiếm. Cảm ơn tạm thôi. Còn cái tô này ở Việt Nam mình cũng nói. Thì có ăn. Nhưng mà ở Mỹ là hơi hiếm. Là vì ra hàng thì có. Cái đó ăn nó mới thơm, mà có cái đó, mà không có cái đó là không ngon. Nói chung là hết sảy con bà bảy. Hết ý con tí. Hết ý con tí mà hết con tí là bé ăn gì đấy phải không? Hết ý. Hết sảy con bà bảy. Tuyệt vời như ông mặt trời luôn. Tuyệt vời như mặt trời. Chào bảy. Chào bảy. Hai con đất ở đây mới được. Đất mà. Bữa đi làm rồi. Nhiều vậy mới sợ đó. Nói gì thâu vô hết trơn hả? Thâu chứ. Bỏ đi Phụng. Mày tiêu mày thấy rồi. Cho mày lên chung thức. Cho mày lên chung thức. Thôi, YouTube đây rồi lên YouTube. YouTube nữa. Không, cái này là cũng là cái cách mà họ hay bay dâu cái gì mà bay dâu. Anh không phải thấy cái này nồi đồng đâu. Phải bay dâu. Bay dâu. Bay dâu. Bay dâu. Bay dâu. Bay dâu. Thôi, giờ clip mình giờ kết thúc với cả nhà. Hẹn clip sau ha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và hạnh phúc an lành. Bye. Hai cả nhà. Hôm nay là ngày đầu tháng âm lịch đó cả nhà. Mình có nấu thử clip chay rồi mời anh em lại đây chơi. Rồi mời cả nhà xem clip ha. Xin lỗi người rồi. Xin lỗi rồi. Rồi bây giờ mình nấu cho mấy anh em mình ăn. Vô. Ở đây là nấm nè. Đậu hũ. Cải muối. Rồi cái này là cái tương ăn phở nhưng mà không phải nhà làm mà mua ở chợ. Thôi chợ nào phải quảng cáo. Đó. Rồi nói chung là thủ tục nó đầy đủ rồi. Anh cứ nói to lên. Nãy ăn quên bỏ tương lên. Tuyết không? Tuyết gì đấy? Sẽ bỏ thêm vô đi. Đang ấm mà đang ấm như vậy. Rồi thử miếng nữa. 2-3 ngày nữa nó cũng đổ thôi. Rồi ha. Tối này nó mưa rồi nè. Mưa tay to à. Wow, cái nước lèo nó rất là trong. Mưa tới ngày mai. Mưa tiếng rất ngon. Wow. Ngon ngon. Wow. Cái này là củ đậu chứ không phải củ cải. Không có cái này cái đó là sáng. Thì đó, trời ơi, nỉ không có biết cái chết gì hết trơn hết á. Cái này á, đây là toàn người Nam mà riêng em là người Bắc. Bởi em nói là củ đậu, từ từ em sẽ phiên dịch ra tiếng Việt và tiếng Việt. Người Nam gọi là củ gì? Củ sắn hả? Còn người Bắc gọi là củ đậu. Khổ quá. Người Nam. Còn cái này á,
Người được Nam thì gọi là hủ tiếu, mà người Bắc gọi là bánh đa. Ồ, bánh đa hả? Yeah, bánh đa trắng. Nó có loại hai loại. Ủa, bánh đa, bánh đa trắng và bánh đa đỏ. Kêu bằng nguyên miếng bánh tráng mà. Không, ngoài Bắc gọi ngoài Bắc á nó gọi là bánh đa trắng, bánh đa đỏ. Bớt đi cái đó đâu. Ủa, đậu chi mà gọi bánh đa sao? Đó, đậu mình nó cái này. Cái này là hủ tiếu mà cũng là bánh đa nữa hả? Ừ. Dầm cái đó ra. Cái gì? Dầm cái này á. Ừ, dầm cái đó ra nhuyễn nhuyễn cho nó thấm vô trong nước, ăn thơm. Cho nó vô trong nước nó thơm. Ăn dầm vậy cũng ngon. Ừ, ăn rồi, nó mới ngon. Mình bẻ ra miếng miếng đó, bẻ miếng miếng cho nó thấm. Thì miếng súp nữa, súp ít quá nó. Lấy thêm miếng súp nữa. Ừ, được rồi, được rồi. Được rồi. Cả nhà cứ bình tĩnh. Để em ăn mũ thôi mà nhìn. Tại vì lấy hủ tiếu quá nhiều quá. Đúng rồi, hơi nhiều quá. Quá lỗ quá. Nó nhỏ mà không sao, nó vỏ. Quá tải hả? Ừ, quá tải rồi. Nó nhỏ mà nó có vỏ. Không mà công nhận tô hủ tiếu này là ngon nha. Nói chung là cái hủ tiếu này phở gì phải có nước thì mới ngon. Đúng rồi. Đúng rồi. Nói tóm lại là nói như chung. Thế. Nói tóm lại. Đúng rồi. Người, anh Hùng. Người Bắc nói tóm lại ở miền Nam ta nó gom lại. Thì đó, anh Hùng gọi là phát hiện phải không? Phát hiện người Bắc hay phát hiện chứ miền Nam đâu có phát hiện. Nào phát giá. Không mà hết tụi thấy không? Thế còn phát nhiều nữa. Tưởng là nhiều mà không hết. Dính chữ. Đó không có ăn rồi. Cái tô này á ở Việt Nam mình không nói, nhưng ở đó là hiếm. Cảm ơn tại không. Đọc cái tô này ở Việt Nam mình không nói. Mình có ăn. Nhưng mà ở Mỹ là hơi hiếm. Là vì ra hàng thì có. Cái đó ăn nó mới thơm, mà có cái đó, mà không có cái đó là không ngon. Nói chung là hết sảy con bà bảy. Nó vậy nó không à. Hết ý con tí. Hết ý con tí mà hết sảy. Con tí là bé ai bây giờ bé ăn gì đấy phải không? Hết ý. Hết sảy con bà bảy. Tuyệt vời như ông mặt trời luôn. Tuyệt vời như mặt trời. Cháu bảy. Cháu bảy. Mai có một đứt cái này mới được. Đứt mà. Ừ. Ừ. Đi làm rồi. Nhiều vậy mới sợ đó. Nói gì thâu vô hết trơn hả? Thâu chứ. Bỏ đi Phụng. Mày tiêu rồi tí ơi. Cho mày lên chung thức. Cho mày lên chung thức. Ôi, YouTube đây vừa lên YouTube. YouTube nữa. Nó cũng quá. Không, cái này là cũng là cái cách mà họ hai ba giờ cái gì mà ba giờ anh không thấy cái này ngồi làm đâu hết ba giờ ba 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 thôi giờ clip mình giờ kết thúc với cả nhà, hẹn clip sau ha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và hạnh phúc an lành. Bye cả nhà. Hôm nay là ngày đầu tháng âm lịch á cả nhà. Mình có nấu thử nước chay rồi mời anh em lại đây chơi. Rồi mời cả nhà xem tiếp ha. Hôm nay mình có nấu một chén tí chay á, mình mời mấy chị em rồi lại chơi nha. Mời cả nhà xem tiếp chơi nha. Cả nhà coi xong đó đăng ký và like cho mình ha. Hôm nay mình có nấu một chén tí chay á, mình mời mấy chị em rồi lại chơi nha. Mời cả nhà xem tiếp chơi nha. Cả nhà coi xong đó đăng ký và like cho mình ha.